Hai mẹ con chuẩn bị đi đâu đấy? Nay là mẹ Hằng đang chuẩn bị là cho em Quỳnh Nhi đi khám. Khám cái gì? Khám tay. Hôm nọ chắc là đi biển xong đi tắm biển nhiều ấy. Nhảy xuống biển nhiều. Thế là bây giờ về cứ kêu đau trong tay á, chả biết làm sao. Nhưng mà về mấy hôm rồi mà hôm nay mới kêu đau thế này, cứ đi khám thử xem, chắc chị đã bị tại nè tắm biển đâu mà. Thì mẹ cũng tắm mà bố cũng tắm, có ai bị đau đâu. Cứ đấy, Quỳnh Nhi bị đau ấy chứ. Hay là lấy móng tay cào cào ở trong trong tai ta? Đấy. Các bạn ơi, đấy là hôm nay em Quỳnh Nhi đau tai này, bây giờ cho em Quỳnh Nhi ăn chút ăn sáng rồi đến đấy mình đi khám nhá. Vâng ạ. Ok. Khám anh xem là có đi. Trong tai có như thế nào không nhá, xong rồi bố mua thuốc cho uống với chưa? Vâng ạ. Chị nhìn em Quỳnh Nhi này, đây. Mặc áo nắng của mẹ xong rồi là tại vì nắng lắm đúng không? Vâng ạ. Ừ. Thế có đau lắm không? Đau lắm. Ôi dồi, đau mà vẫn cười tươi như thế là cũng đau bình thường các bạn ạ. Thế hôm sau có đi biển nữa không ta? Có. Dồi, đi biển mà về đau tay thì thôi ở nhà luôn đi các bạn nhỉ. Ok các bạn ơi, bây giờ thì nhà mình sẽ cho em Quỳnh Nhi đi bệnh viện nha. Chuyên tai mũi họng để soi xem ở bên trong tai nó bị như thế nào. Ở nhà thì mẹ cũng soi rồi nhưng mà không thấy gì cả, chỉ thấy là hơi đỏ đỏ một xíu thôi. Không biết là đến đấy các bác sĩ sẽ có chuyên môn xong rồi sẽ xem em ấy bị như nào nhá. Các anh chị ơi, em đến bệnh viện rồi. Ôi sợ quá. Các bạn ơi, em Quỳnh Nhi đến bệnh viện rồi. Bây giờ em Quỳnh Nhi đang ngồi chờ đây, còn mẹ Hằng thì làm thủ tục ngoài kia. Vậy đợi mẹ Hằng một tí nhá. Xong rồi để xem là mình vào mình khám cái gì nhá. Xem vào khám tai, soi tai biết chưa. Có gì đâu mà sợ, bác sĩ chỉ soi thôi mà. Soi con sợ sâu. Soi sâu thì bác sĩ cũng soi một đoạn nào đấy thôi, chứ làm sao soi sâu vào trong được. Đây, ở hôm nay rất đông luôn các bạn ạ. Có khi là hôm nay mình đi muộn thì mình lại phải chờ luôn nhá. Kìa, ở trong kia đông lắm. Không biết là kia mình có khám nhanh không cơ. Mình chả cho đi đâu cả. Phải bây giờ phải khám nữa chứ, không biết đâu khám nhanh đến tận chiều tối thì sao. Đây các bạn ơi, mình có giấy mình khám rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ lên tầng nhá. Lên tầng mấy đây? Tầng 2. Đâu? Đây, đây là giấy khám của em Quỳnh Nhi các bạn ạ. Số 63 à. Rồi không biết là có khám lâu không hay là phải đợi đấy. Ai bảo đi muộn quá. Đây các bạn ơi, em Quỳnh Nhi vào khám tai ở đây này. Khám hình ảnh kìa. Không biết là trong tai có gì không cơ. Đấy, soi nhìn trong và trong lên xì luôn. Để soi sang tai bên này. Cũng không gì đâu, nhưng kiểu bị viêm đỏ sao ấy. Đấy. Bây giờ phải đợi một tí bác sĩ khám xem mà tình hình như thế nào nhé. Em Quỳnh Nhi cứ bảo sợ nhưng mà có gì đâu mà sợ phải không? Quỳnh Nhi ơi, dạ. bác sĩ khám kiểu như nào? Như nào? Kiểu là như này đây. Đây đây, để bố làm bác sĩ nha. Như thế này đau không? Đau. Bên này có đau không? Đau. Như này có đau không? Đau. Quỳnh Nhi ơi, bác sĩ khám thì có đau không? Không, chỉ cho cái gì vào trong đấy. Rồi máy, xem máy thôi. Soi thôi, máy soi cho vào đấy xem là có bị viêm tai hay bị có con gì chui vào đấy không? Không có. Thế có con gì không? Không. Không có à? Thế bây giờ là đợi mẹ Hằng làm thủ tục xong rồi đi lấy thuốc nhé. Vâng ạ. Đây. Các bạn ơi, em Quỳnh Nhi thì không vấn đề gì. Các bạn đã thấy bảo là viêm tai ngoài nên là bây giờ chỉ có đi lấy thuốc về uống thôi. Ok, đợi một tí nữa nhá. Đây, đây các bạn ơi, mua thuốc ở đây này. Mua một đống thuốc luôn. Đống thuốc, đây là toàn thuốc uống với thuốc thuốc rửa tai. Ok, thì bây giờ mình về nhá. Ơi, nhà mình đã khám cho em Quỳnh Nhi và lấy thuốc xong rồi. Bây giờ thì đi về. Trộm vía là Quỳnh Nhi cũng chỉ là bị viêm tai ngoài thôi. May chưa vào đến tận viêm tai giữa. Đấy, bác sĩ bảo là có nhiều nguyên nhân lắm, mà cũng do một phần là hôm nọ đi nước biển các kiểu vào ấy. Mình về chưa vệ sinh ấy. Nước biển ấy mà. Thế á, thôi không sao. Bác sĩ bảo là về uống thuốc xong rồi kiêng nước tầm 2 ngày là đỡ thôi. Kiêng nước gì? Kiêng nước ấy.
nước gì cũng được, nước nước ở nhà mình ấy, rửa mặt các kiểu là tránh cái tai ra đó, về uống thuốc xong rồi là nhỏ thuốc đầy đủ thế là xong thôi mà. Ừ, ok các bạn ơi. Ôi quên mẹ sorry. Thôi bố Hùng xuống lấy xe đi xong rồi nhà mình đi về nhá. Cây chị ơi, bây giờ em sẽ đi ăn. Ăn gì được? Đây, đi. Đi khám tai về có phải kiêng không đây? Đây các bạn ơi, đầy đây này. Gà sốt vị cay. Thì sợ kiêng ăn vào nó bị mâng tai ấy. Này, nay nhà lại đi ăn gà nhá. Ok, chắc là không phải kiêng đâu nhỉ. Chắc ăn vào là khỏi luôn các bạn ạ. Đây, đây ăn combo này này. Đấy, ở trong này thì đầy luôn. Thao ăn. Đây đây, mì đây. Mì 4Z này. Dai dai giòn giòn này. Mì này. Con ăn không? Có. Ok, em mua một suất mì nhé. Đây các bạn ơi, mình vừa gọi dưới tầng 1 thì là gọi đồ ăn. No, bây giờ mình sẽ lên tầng 2 lấy đồ ăn nhá. Ở đây, ở bên này là bên nhận đồ ăn này này. Đấy, đầy đồ ăn luôn, gà rán đi kìa. Đấy. Bây giờ phải đợi nhá, đợi một tí nữa các cô chú làm xong thì mình có cái ăn. Ăn nhưng mà phải lên tầng 3 ăn đi. Tầng 1 là nhận đồ ăn này, tầng 2 là lấy đồ à, tầng 1 là order. Có thể ăn tầng 1 và tầng 3. À nè, thế mình lên ăn tầng 3 cho cao nhé. Ok, hai mẹ con đợi một tí. Em cứ nhìn lấy đồ ăn đi. Nhanh lên để mẹ lấy nào. Ok. Đây. Tầng 3 đi. Tầng 3 nhá. Cô Nhi vào trong này, con. Cô Nhi bấm thang. Bấm thang nhá, bấm thang còn đâu mẹ sẽ bê đồ ăn. Rồi. Úi, thịt gà đây này, mì của em Cô Nhi kia kìa. Đây, vào thang đi. Cô Nhi bấm thang. Bấm thang mấy này, tầng 3 đi con. Ấn mạnh vào. Ok. Đấy. Các bạn ơi, lần đầu tiên nhà mình ăn cái quán này nên là cũng chưa biết cách thức như nào. Đây là tự phải tự vào tầng 2 xong rồi tự lấy đồ các bạn ạ. Chứ bình thường là mình ngồi ở đấy xong rồi người ta mang ra luôn nhở. Vâng ạ. Ok. Đây, ra đây. Để xem nào. Để đấy. Vâng ạ, okay. Không gian này không mát rượi rượi luôn. Mỗi nhà mình một phòng này có khi ngồi ở ngoài này cho ấy này. Ngồi ngoài này sợ nóng. Sợ nóng không? Có điều hòa mà. Thế em phải đi ngồi đâu này. Ok đây, thế thì ngồi đây nhá. Ok. Ôi, bố đi ra lấy nước và lấy cơm gà đi. Ok. Ok, thế em Quỳnh Nhi cũng đi ra lấy nước và lấy cơm gà đi các bạn ơi, nhìn này. Đây. Hai cốc nước. Hai cốc nước tương cà đây. À em uống cùng bố mẹ. Đây con ơi. Các bạn ấy hai người không cầm cái này đi. Ít đá thôi. Mình chưa thử. Cũng như uống nước cam kìa. Nước cam đây, cái này nước cam. Cái đấy là spy của ga đấy. Từ, để tôi xuống ăn. Đây, đấy. Tự lấy nước các bạn ơi. Ồ, này, thế này uống hết rồi có được lấy tiếp không? Được. Đâu, em uống cái gì? Uống coca đi. Coca này là coca zero này. Coca zero là không đường đấy. Đưa đi. Ôi. Cả không gian quán không có một ai các bạn ơi, tại vì bây giờ tầm này vẫn đang là trưa sáng sáng. Mình đi khám cho em Quỳnh Nhi về tiện thì mình vào đây luôn chứ cũng chưa có ai đi ăn tầm này là đúng. Mẹ sẽ ngồi bên này cho em. Quỳnh Nhi ngồi bên này không? Em cũng ngồi bên này cho em. Wow.
Quầy này các bạn ơi, lúc nãy mình gọi thử một cái này. Đây là cái bánh tét. Để xem nào, lần đầu tiên mình ăn luôn. Thế mà. Vâng ạ. À đây, ở ngoài sẽ là có một lớp bánh mì. Đó. Không biết là các bạn đã ăn chưa? Ở ngoài có một lớp bánh mì này. Buồn xong cười rồi. Quá mẹ ơi. Buồn cười á. Ở bên trong thì người ta sẽ gói cuộn gà này nọ vào đấy. Để tí nữa mình thử ăn xem là có ngon hay không. Điện thoại của mẹ này. Vâng ạ. Ơ có cái gì này? Rau rơi. À. Úi giời. Ok, bây giờ cả nhà mình sẽ ăn nha. Mời tất cả các bạn. Bà con chị ăn, mời bố mẹ ăn. Vâng ạ. Nhi ơi Nhi. Dạ. Lúc nãy bác sĩ bảo là kiêng nước. Con không được uống nước nữa đâu. Kiêng nước trong vào tay. À, mẹ tưởng là kiêng uống nước. Vâng đâu. Kiêng uống nước thì mình gì? Mình khát khô cả họng à, đúng không? Đúng rồi. Đây, bố Hồng đang xẻ thịt gà. Đây, xẻ sắp xong rồi đây này. Xẻ mà xẻ đâu. Xẻ thịt gà. Ôi, đây là thịt gà sốt bơ tỏi. Còn bên này là thịt gà truyền thống vị cay. Còn đây là mì ý của em Quỳnh Nhi. Ê, ngon không? Ngon đấy, mùi thơm ấy. Đây. Người ta bảo là vị sốt bơ tỏi này là chính là best seller của quán đấy. Best seller là sao? Best seller là bán ngon nhất, chạy nhất. Thế á? Bán chạy nhất. Thử đi. Thử đi, thử đi. Để xem em Quỳnh Nhi thử đi xem ngon không. Có dĩa mà. Đây đây đây. Có dĩa mà, em Quỳnh Nhi lại định bóc tay à? Đây. Úi dồi ôi, miếng thịt gà kìa. Nhiều chưa? Rồi chấm đẫm với... Dài quá. Úi dồi ôi, thơm này, cái sốt này thơm này. Wow. Cho em Quỳnh Nhi ăn này. Thơm quá. Rồi. Ăn đi xem là vị nào. Wow. Quán này bố ăn lần đầu đây này. Bố với mẹ ăn lần đầu mà. Ai dẫn đi, ai dẫn đi. Mẹ. Ngon không? Ngon à. Ngon thì ăn nhiều vào nhé. Xong rồi tí nữa về mình uống thuốc luôn. Cho Quỳnh Nhi uống thuốc luôn các bạn ơi. Đây các bạn ơi, mình bây giờ sẽ thử ăn cái bánh tét này. Mẹ ơi, mẹ có ai cắn một miếng đây rồi. Thì bố đấy. Nào, thử nào. Em không ăn, em chỉ ăn bánh này nhờ. À, em Quỳnh Nhi chỉ muốn thử cái vỏ bên ngoài thôi. Ôi, vỏ bên ngoài không biết là làm bằng gì đây. Mời tất cả các bạn nha. Đây, bánh còn làm ở bên trong này có một miếng thịt gà to đùng luôn. Đây, làm bằng xem. Bánh còn làm bằng gì nữa. Vâng, mời tất cả các bạn. Ngon quá. Thịt gà này. Đúng rồi. Có salad này. Xong rồi có thịt gà và cái vỏ bánh, vỏ bánh mì bên ngoài. Nói chung là được không? Được, đúng không? Vâng. Ừ. Gà thì ăn gần hết rồi, em Quỳnh Nhi ăn mì thì mãi chưa xong. Không xong là không được về. Thì em được ăn mà. Ăn đi. Các bạn ơi, đây, bố Hùng lại phải xử lý hậu quả thừa của em Quỳnh Nhi. Đấy, bố Hùng còn cái gì bố Hùng vét nốt nha. Em Quỳnh Nhi ăn mãi không xong, tí nữa thì ở đây luôn. Đúng không? Ở đây đâu. Còn gì nữa? Trời ơi. Cho ở đây ăn, ai bảo ăn không xong? Không. Mà sao mà bố nhanh béo? Ê, toàn là do hai mẹ con ăn không hết thì bố lại phải ăn nhé. Không. Ăn không hết là bố phải này phải dọn hết, bố tiếc tiền mà. Thôi đi về thôi các bạn ạ. Đi về thôi. Ở đây lại ăn nữa, kia lại ăn tiếp rồi. Đi về cho em Quỳnh Nhi uống thuốc nhá. Các anh chị ơi, đây gia đình nhà mình đã ăn xong rồi, bây giờ về để cho em Quỳnh Nhi uống thuốc này. Vâng. Và đầu tiên là cái thuốc này phải pha đã. Em Quỳnh Nhi rót nước cho mẹ đầy một cái này đã nào. À. Rồi. Rót được đầy không? Đây này tràn hết ra ngoài cho mình xem. Con cứ rót đầy rót đi. Rót đầy đi, con cứ rót đầy cho mẹ. Cái thuốc này là phải pha trước. Pha 50 lọ này là pha 50 ml. Cái đồ đây để cô đổ nước cho. Đấy, ok. Đây, lại cho vào đây. Cho vào đi. Mẹ ơi, có cần uống thêm không? Không. Đây, nước này phải pha các bạn. Đây, nước khô rồi, mình sẽ... Thuốc này khô rồi, bây giờ thêm một đấy nữa. Ôi, mùi thơm lắm mẹ. Thơm không? Thơm. Trời ơi. Cái này giống như cái... Lần đầu tiên mà thấy có một người nào mà thích uống thuốc. Đấy, thêm mùi này nữa. Kiểu là ấy. Kiểu là mùi chanh đẹp.
thêm 10ml nữa. Cái này giống như mấy cái loại thuốc lần trước con uống này. Ok. Rồi em Quỳnh Nhi uống thuốc viên trước đi. Sốc. Từ từ. Đây, uống viên trước đi xong để mẹ sóc cái này. Một viên đấy nhá. Ơ lúc nãy mẹ thấy em bóc ra một viên rồi mà. Là mẹ cho vào rồi. Đây các bạn ơi. Sau khi sóc thì nó sẽ thành một hỗn hợp dung dịch như này. Bác sĩ bảo là uống khi nào hết thuốc thì thôi. Đâu? Lấy cái viên này. Đây. Viên này. Đây rồi. Ok, còn cái này là tí nữa sẽ nhỏ vào tay. Còn đây Quỳnh Nhi uống thế nào? Để xem này em Quỳnh Nhi có uống thuốc viên có giỏi không nhá các anh chị nhá. Ui giời. Đợi chớ hết ra ngoài đấy. Ăn bao nhiêu thịt gà rồi. Hết rồi, nuốt được chưa? Nuốt rồi. Đây, cái này thuốc ở bên dưới nó vẫn đang kiểu mắc cứng ở đây. Nắng lắm các bạn ơi, đi ra ngoài trời nắng nhờ Quỳnh Nhi nhờ. Nắng thì sẽ bị say nắng. Say nắng nữa, giống ai nhờ? Mai là bố thế nào? Giống gì đây Ngọc. Còn một xíu ở dưới này chưa tan. Giống gì Ngọc, mà lúc đi bắt bà. Đâu, đi à, cửa đi. Cửa lò. Ok, thôi. Chị đã uống 7ml. 7ml một thìa này này. Một thìa này 5ml này. Thế thì cho vào đây đi, cái này 7ml này. Ok. Rồi, em uống thuốc này đắng ngắt luôn. Thuốc thì không cần mời các anh chị đâu. Thuốc đắng chả thật. Anh chị ơi, xem em Quỳnh Nhi giỏi cực luôn. Uống thử đi. Xem có... Thuốc đắng chả thật luôn. Nãy em Quỳnh Nhi vừa khen bảo là thuốc thơm mà. Uống đi. Cầm sẵn rồi đấy. Uống cho nào ngọt hay đắng nào. Giỏi chưa? Vẫn chưa, vẫn còn nhỉ? Đấy, giỏi chưa? Đúng rồi. Ngọt hay đắng? Bình thường đúng không? Còn cái này thì sẽ nhỏ tay. Ok, các anh chị ơi, ngày hôm nay đưa em Quỳnh Nhi đi khám này xong rồi về đi ăn thế là hết một buổi sáng luôn các anh chị ạ. Đấy, không có gì là... quý bằng sức khỏe cả nên là chúng ta phải bảo vệ sức khỏe nhá. Nhớ các anh chị cũng thế nha. Còn bây giờ mẹ ơi, người ta bảo là không được cho nước vào tay mà. Thì nhỏ nước mà, thuốc đấy đây là nước thuốc mà, có phải nước bình thường đâu. Bây giờ thì để mẹ Hằng nhỏ thuốc cho em Quỳnh Nhi xong cho em Quỳnh Nhi nghỉ trưa nhá các anh chị nhá. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của gia đình nhà mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.